Ngon quá các bạn ơi. Kệ nó xưng cho nó đi đi, nó cười đi. Quá ngon. Ăn mà phải ăn chung với mẹ. Lớn bằng bà Thủy không? Cỡ nó là mất hết chục kia. Quy ơi, Quy ăn đồ em Quy. Tao biết cái rồi. Dạ, ngồi đi. Cho bé Thiện cái đùi tí nào. Ngồi đi, ngồi chút mày ăn. Nè, ai đùi? Em. Mày cũng nữa hả? Ngon quá các bạn ơi. Đúng là về quê ăn ngon. Không, cảm ơn bà Sáu Thính rất là nhiều. Thịt đùi được. Nhân vật quan trọng đã làm nên món gà. Và cảm ơn ba anh chàng Ngự Lâm Quân nướng gà đó. Không, anh của mình và em mình nướng rất là ngon các bạn ơi. Giá hả? Cái giá không? Là lấy khoai tây hả? Tiếng hơn tiếng. Cắt ra. Nướng lâu ghê. Gì hả? Cắt mấy cái chỗ này nướng lại nè. Mấy cái xương sống á. Cái này lộn da hay là sống nè. Cười đó. Đó anh coi, cười đi. Đúng rồi, cười đi. Ba con gà này là gần 10 kg nha các bạn. 9.8 kg à? 9.8 kg. Gà bự ghê luôn á. Đâu có chỗ nào mà không ngon đâu, cắt thử cho biết thôi. Đâu cười cái chỗ nào không ngon á. Cái đùi chín chưa ta? Chín rồi phải không? Cho cái đùi đi. Đây. Đùi còn chín nữa đừng có. Đừng nuốt gì chị nha. À, gửi cho chị lắm thôi, chị nuốt vô đó. Đây, bây giờ mình sẽ ăn thử cái miếng gà này. Xin mời các bạn cùng ăn gà với Thị nha. Ngon tuyệt vời luôn. Ăn thử coi. Đó, nè em bé này ăn trước này ngon không? Ngon hả? Qua wow, các bạn ơi, mình vừa cắn miếng này nó ngon tuyệt vời ở mặt trời. Ngon lắm luôn. Gà ngon. Ngon quá, các tình yêu ơi. Ngon quá các bạn ơi. Ai có ăn gà? Gà mà được gà chạy bộ lên đồi đó, chạy xuống nè. Đó. Đây nè. Đó, nhìn đại gia ăn gà nè. Đó. Thái Nguyên đã ăn thử ngon không? Ngon. Ê, gà ngọt ghê luôn mày. Tối này ai ăn được em? Các bạn ơi, các bạn thấy bạn mình ăn có ngon không nè? Đó, cái mỏ nó nhai nhít mép kìa. Gà ngon lắm nha. Dạ ngon lắm các bạn ơi, chắc mình phải review thêm cái cánh quá. Cái ba con mà review hơi bị nhiều xíu không? Đây, review cái cánh đi. Review cái cánh đi. Tại sao mỗi lần chú kêu ăn như là hỏi thế sao thấy ngò quá ăn ngọt. Đây, đó, chị dâu của mình thương mình, này không phải cánh chị ơi. Này khúc dưới mà kệ ăn càng ngon. Cái phần rồi kéo cái ớt quả này nè, ăn chanh mắm mắm mặn, chanh bún ăn cho đỡ nhé. Có bánh mì đó. Có bánh mì nó kìa, ôi đem bánh mì xuống. Trời ơi, cái máu không mày cảnh, cái này nguyên cảnh nè. Bánh mì xuống đây, bóc đi. Chở chị Thủy, cho review đi. Còn ai trước không vậy, kêu vô luôn đâu vậy? Có chú kia đâu vậy? Chồng Linh đó. Linh ơi. Chưa vô. Cho tình yêu mà vô Linh nè. Ăn này là phải dùng tay mới đã. Đúng, để nguyên con rồi để mông nó ăn chỗ nào xét cái đó. Xôi gà đàn bà. À, ai lúc đó phải dùng mười tay đó. Đó này còn. Rồi dạ. Trước khi mất là nó còn không? Con nó hơn. Còn hơn rất nhiều điểm nào. Rồi. Đây. Vậy ăn cái đầu thấy chín rồi. Đầu. Chín rồi ha. Rồi, chín hết. Rồi, nó chín rồi. Chín rồi. Cái hồi
tiếng ạ. Bỏ. Để cho tốn phần giấy nữa, ăn xong lát mình rửa. Tại nhà là nước quá. Ngon quá. Ngon. Tôm ngâm đây giờ ngon. Hay là mình đói sao? Tao đói chứ không phải ngon đâu. Chắc là vừa ngon vừa đói. Của dấu mà. Còn dưa leo nữa thì không rõ. Nó còn nhóc nè. Đây là hôm nay ăn thì dưa leo. Dưa leo mà nhóc mười. Bé ăn đâu? Bé ăn mà nhóc. Cái đầu đây nè, bé ăn nó còn nghe cái mùi rau cánh xé. Nghe nó mùi rau. Nghe nó mùi cái mùi rau. Nghe nó mùi rau. Ăn kìa nó. Con đừng có chạy qua bên đây nha, bên đây con nhà bên đây có cái đống lửa. Đừng có giá hôm nay chạy lung tung nha. Chơi trong nhà thôi. Rồi, hay rồi. Khó rồi hả? Cái này nó đúng cái gì đó không? Cái từ đà đa là tự thế cho từ gì? Đúa 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 đúa. Tại tao chưa nghe, chị nghe hai chồng mình nói tên đó hả? Cái chữ đó tao không biết là thay thế cái từ gì. Cái này có một đồng rớt này. Không ăn nó đâu, chín răng rồi. Nướng mình chín mình rất là nướng nó vàng á. Đang ăn này. Đại khổ mà. Chị ta ăn khổ gì vậy? Còn con ăn nữa thì ăn. Kìa đưa da cho con của con Linh đâu rồi? Kìa mà qua giờ nó làm đá mà không, nó làm đá cũng làm đá. Bị ăn được có mấy món cơm mà sao không thôi á. Có gì đói rồi, hãy cho nó có gì đó. Cái ăn ngon quá. Cá ăn cho nó hết cho để ế. Thật dự án này.